Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trường Trung học phổ thông Yên Mỹ là một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục tốt trên địa bàn tỉnh. Trong năm học vừa qua, trường có 13 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải 3 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh Trung học phổ thông. Có 3 học sinh vinh dự được nhận học bổng Valet năm học 2022-2023. Trường có 33 lớp với trên 1.400 học sinh, trong đó có 450 học sinh khối 10. Năm học mới, trường đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu ngành giáo dục đề ra, tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 10 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông lớp 11, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy và học đạt hiệu quả, tặng hoa và đánh trống khai giảng tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chúc các thầy cô giáo bước sang năm học mới đạt được nhiều thành công trong giảng dạy, các em học sinh tích cực học tập rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân tốt tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.